Yo, chuyện hôm qua, bây giờ mới kể các bạn nha. Một sai lầm chết chóc các bạn ơi. Ôi dồi ôi, ngày hôm qua thì khi mà mình đi ghép mảnh L1, vèo phát 55 mảnh đúng không? Ra luôn một em Jinbe Wano. Thì lúc đấy lòng tham bắt đầu nổi lên các bạn ạ. Mình đã bảo là trong video trước là mình sẽ tích lũy lại thùng bia đúng không? Nhưng không. Bởi vì là ra được một em Jinbe Wano. Đấy, thế mà bởi vì ở trong tuần này nó lại đang có sự kiện, đó chính là truy nã em Jinbe Wano thêm một phát nữa. Đây các bạn nhìn thấy đi, hệ chính xác. Thế là lòng tham lúc đấy nổi lên ôi vãi nồi luôn. Mà em Jinbe của mình thì đang level 270. Nếu như mà truy nã được đúng một em Jinbe Wano thì ối rồi, mình có thể lên E3 được. Thế là bắt đầu vào đây các bạn ạ. Đây, chiêu mộ đặc biệt nha. Thì mình vào đây là mình đã dã full 4 vòng luôn rồi các bạn ạ. Không thể tin nổi. Đây các bạn, full 4 vòng rồi mà không được thêm một em Jinbe Wano nào cả. Cày thế chứ lệ. Thế thôi, mất luôn 600 thùng bia. Tuần sau ra từ mới nữa chắc là lại cúp rồi. À nhưng mà không sao, mình vẫn còn 245. À nếu như mà chơi tiết kiệm dè dặt và chơi nó hên một tí thì vẫn có khả năng là đủ được 300 thùng bia nha các bạn, cứ yên tâm. Ôi dồi ôi, ảo thật đấy. Cú thực sự luôn các bạn ạ. Nhưng mà cuối cùng là một của mình thì vẫn đang tích lũy. Chả nhẽ nào. Hôm qua thì mình điên lắm lại, mình đang định lấy luôn 6 con trục L1 này vào cho em Jinbe Wano nâng cấp phát lên L4 luôn, nhưng mà không. Thôi, mình chờ đợi Akainu xem đánh đấm như thế nào nha các bạn. Test lốt Akainu xem ra gì không đây. Còn trục L2 của mình là 2 cuốn. Mà hôm qua mình cũng ghép thêm được một em Big Mom nữa các bạn ạ. Cho Big Mom đây. Qua nào cũng ghép mảnh hên thế nhỉ. À không, đi triệu hồi em hệ chính xác đấy thì ra được em Big Mom. Cứ đếch ra được Kaido. Mình thì mình vẫn khoái Kaido hơn. Thế cho nên là đang chờ đợi 3 cuốn trục L2 là mình quất luôn đồng Kaido lên E4. Thế là méo mó có không các bạn ạ. Ngày hôm qua xả 600 thùng bia thì lại gỡ gạc lại được 11k kim cương. Thế thành ra tiệc Sanji của mình bây giờ chơi nó lại quá là easy luôn các bạn ạ. Chỉ cần thêm đây 1800 mì nữa thôi. Đấy, một phát này nữa thôi là mình có thể có thêm một cuốn trục L1 đây này. Đấy, các bạn thấy không? Một cuốn trục L1 để mình tính thử xem đủ cuốn trục L2 nhá. 480 à? 8 tiếng tức là một ngày mình có thể là vã được 3 lần. 6 lần. Ui, nhưng lại không đủ kim cương. 6 lần thì 1800 mà nhân với 6, 8648. 1 nhân 6 là 6 nhân 4 là 4. Ô. Được đấy. Là được hơn 10k là có thể là đủ cuốn trục L2 đấy. Nhưng mà vấn đề quan trọng là đích đủ kim cương các bạn ạ. Thế cho nên là mình sẽ vã cuốn trục L1 thôi. Đây nha các bạn. Đấy, thế là mình sẽ có thêm một cuốn trục L1 nữa, tổng cộng là 7 cuốn. 7 cuốn à? 7 cuốn trục L1 à? Bơm khuông nhỉ? Có khi nào nâng cấp luôn cho Jinbe Wano lên E3 không các bạn? Mình thấy được đấy. Mình là mình thấy được đấy các bạn. Dùng hai em thôi. Nhưng để mình xem nào, cái thông thạo các thứ như thế nào chứ. 11 tiếng nữa thì mở lại cái đó chính là liên đấu rồi. Mà nhiệm vụ thông thạo của em Jinbe Wano thì nó cần cái gì ta? Jinbe Wano. Đây. Tổng bộ hoàn thành 2 lần nhiệm vụ. Đây này, phải đánh trong liên đấu các bạn ạ. Thế khó phết nhỉ. Mình cay cái phần liên đấu lắm các bạn ơi. Cày mệt phết. Mà bây giờ là mình cũng đang bị hết mất cái vé đấu trường ấy các bạn. Đây này, chỉ còn lại 329 nữa. Ôi ông nào đánh ghê thế. Còn có 329 cái vé nữa thôi. Cú thế nhỉ. Thôi thì dùng hai cái cuốn trục L1 đi. Đấy, dùng luôn vào Jinbe Wano nha các bạn. Lụm luôn. Cho nó lên E3 đi. Để E2 nhìn ngứa mắt quá các bạn. 5 cái gì? 2 tướng 10 sao. Thức tỉnh. Đấy, cho nó lực điền nha các bạn ơi. 200, ôi không đủ nguyên liệu mới cay chứ. Ảo thật đấy nhỉ. Dùng dè ra thôi. Dùng dè ra thôi. Ê... Thám hiểm nhận dương. Vẫn chưa lên được level. Cú thế nhỉ. Không lên được. Dùng luôn. Bực lắm rồi, 93 triệu. Lên 290 nha. Hiện tại thì quả Haki là mình cứ vã thêm một tốc độ nha các bạn. Biết là máu thì cũng ngon đấy nhưng mà thôi. Nếu như không có tốc độ thì cũng ối rồi các bạn ạ. Hồi 15% máu mỗi cuối lượt. Cuối lượt tăng bản thân công. Cuối lượt có 50% cơ hội loại bỏ ngẫu nhiên một hiệu ứng bất lợi cho bản thân. Thôi cứ để cái này đi nha các bạn. Ok, đây này, có thể nâng cấp được thêm trong cái phần này.
Trang bị đặc thù sẽ tăng máu lên này. 99-100 lên này. Lên này. Đấy, 45% máu nữa là máu lên được bao nhiêu rồi? Thêm gần 500.000 nữa lên được 6.800.000. Cũng được. Thủ lên ơi. Ui, gần 10k thủ à. Đá Vega của em Jinbe mình củi quá, được không là mình cũng nâng cấp lên 10k thủ cho nó ngon rồi đấy. Vega xem nào. Thách đấu boss hôm nay là đánh con Pika. Pika thì khả năng là mình chơi được. Chiến hạng, tấn công. Cái con ở giữa là con gì nhỉ? Con mặt giặc này này, mình đánh toàn thua. Thử lên mức khó xem có đánh được không. Hy vọng là có. Ui, thua rồi các bạn. Chỉ đánh được con trung bình thôi. Đánh thêm trung bình văn nữa xem nào. Đánh con trung bình, đánh con trung bình. Đánh con trung bình văn nữa xem nào. Thêm phát nữa đi. Xem có được nhiều đá để chế tạo thêm Ngọc Vega hay không. Ồ, con trung bình thì mình hoàn toàn là có thể cân được nha các bạn. Nhưng sang con khó văn là ối rồi luôn. Ui dồi ôi, thằng người được ít quá. Thôi thôi, không đánh nữa. Chờ khi nào mà đánh được cao cao này thì mình sẽ thả mấy cái này, không phải phí lắm. Chế tác gem. Không có cái gì luôn. Ui trời ơi, cái này cay nhỉ. Tiếc thế, thôi x1 đi. Đây, thủ đi. Hai cái trường. Thủ. Đây rồi, ui, 14 thủ ạ. Phát nữa. Ui dồi ôi, xôi xong rồi. Chế này chết. Đèn quá các bạn ơi. Nhận thư nè. À, có 800 đá nữa vào chế tiếp. Ngọc Vega 800. 800 ạ. Chế thêm phát nữa. Đây rồi. Ui không phải. Lại của trợ thú mới đau ý. Ôi. Ôi. Ui. Ôi thôi thôi. Bỏ. Hết vàng là bởi vì ngày hôm qua mình đi nâng đá cho một loạt các con tướng của mình luôn. Đây ví dụ như em này là có máu tốc này. Khá ngon này. À em Brook Anon thì thôi bỏ đi này. Đấy Kaido của mình cũng lên được máu máu 37% máu. Ngon phết mỗi tội thiếu cái bảo vật. Đấy máu em nó lên được 13.700.000 rồi các bạn. Ở đây thì Akainu của mình cũng máu máu rồi. Ngon phết. Được 13 triệu rồi. Sắp đuổi kịp gọi là Kaido của các bạn ạ. Đây còn em này thì cũng đang là máu tốc. Có thêm tí tốc độ thì tốc độ em nó lên được 1.694. Big Mom mình chắc chắn là phải công công nhưng mà bị hết. Đó chính là vàng. Thôi để dành. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đó chính là recommend của các bạn. Ủa thật chết rồi. Cứu cứu cứu, giải cứu các bạn ơi. Video review quảng cáo mà nó ít view này các bạn vào cày view cho tí nhá. Chết. Đây. Video này. Cái tựa game mới ảo mộng Chu Tiên các bạn vào cày view tí. Giải cứu. Còn đây là comment của các bạn ở trên video mới nhất về huyền thoại Tặc thì mình sẽ recommend của các bạn nhá. Anh Trọng vậy, em chơi full sự kiện rồi. Ừ, nhất em luôn. Ồ nhưng mà tuần này anh có định chơi quái đâu. Anh kết bạn với em đây. ID là 221 à, ok nha. Rồi hôm nay mình vui kết bạn luôn với bạn ấy này. Để mình xem nào, danh sách bạn bè của mình là 66/70. Đây, mình sẽ kết bạn luôn nha. Đấy, mình đã gửi lời mời kết bạn rồi đấy. Ui, lại tiếp tục là nhiều bạn để lại ID thế nhỉ? Ui, user 19606, nhiều thế. Hôm nay tạm thời mình chỉ kết bạn hôm nay tạm thời mình kết bạn một bạn đấy nhá. Mai mình lại kết bạn tiếp. Ui dồi ôi, nhiều thế nhỉ? Anh kết bạn với em đi này. Ok, nhiều thế. Ui, chết rồi, nhiều bạn kết bạn thế mà bạn bè của mình đang bị nhiều quá. 67 bạn rồi, mình phải lọc bớt đấy nha các bạn ơi. Chơi 2 tháng Jinbei Wano E3 Brook E2 Kai Sao nên thay con gì hả? Hiyori 10 sao á? Ủa ơi, em ơi, bây giờ thay vì thay ấy, em nên nâng cho Kaido của em lên chính là E5 đi. Là nó hợp lý hơn, tập trung tài nguyên với em đấy thôi, em sẽ thấy sự khác biệt nha. À, tiếp tục này, anh kết bạn với em đi. Ui trời trời ơi, đang bị đầy bạn quá em ơi. Cho anh tí nhá. Team em Kai E4, ủa được này, Lunika E4 này, Hiyori E4, Shira cũng E4 luôn, Jinbei E5, Kuzan E2. Ô, ngon này. Thôi, giữ vậy đi em ơi, nâng lên E5 đi màu ánh. Chờ tướng mới ra xem mà tướng gì nhá. Tạm thời thì cứ giữ lại đã. Cho em xin đi kết bạn đi, là Putin đại đế à. Úi dồi ôi, quả này thì anh không dám kết bạn đâu. Để đâu cho một quả hạt nhân. Cái thằng này, mình phải ban nó thôi.
loại bỏ comment luôn này. Hư này. Anh kết bạn với em đi. Nick em tên là, ôi trời, nick em tên clone thực sự luôn. ID của anh là gì vậy? Cái thằng anh đã show ID bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn không chịu. Đó chính là xem ID. Thôi được rồi, anh show lại một lần cuối cùng cái này. Thằng cu kia, mày nhìn đây, ID của anh đây, 22383764. Cày thế nhở, không biết show bao nhiêu lần thì nó vẫn không chịu xem. Thằng này toàn xem tour, cày thực sự luôn. PK với em đi, em tên là Elsa Mafia. Quả tên nghe cấn cấn nhỉ, Elsa kiểu công chúa Elsa nhỉ, mà lại Mafia. Em server năm 19 luôn ạ. Được nhỉ, server năm 19 à. Nhưng mà phải kết bạn solo được chứ em ơi. Anh chơi huyền thoại hải tặc bao lâu rồi á? Anh chơi huyền thoại hải tặc à? Anh nhảy server này server thứ 3. Trước là anh chơi server nào nhỉ? Mới nhất là anh chơi 497. Thế xong rồi vợ anh bảo cho em chơi với, hướng dẫn em lại từ đầu đi. Thế mới anh nhảy sang server năm 19. Thế sang server năm 19 thì chơi đúng 3 hôm. Vợ mình gọi là lười vãi trường là không chơi nữa. Thế thôi mình lại chơi. Cay thực sự luôn. Tiếp theo, dám solo với em không? Em tên là Hà Lan. Anh sợ deck gì mày? Lufinica với Jinbe, với Kaido, Hiyori, Brook Wano với Akainu. Akainu Wano? What the hell? À ừ, với con gì hồi sinh được đồng đội á? Con gì hồi sinh được? Con Shira á gì? Trời ơi, nên bỏ con gì á? Tạm thời cứ giữ đội hình vậy là ngon rồi em. Nâng cho nó lên N5 max hết đi. Còn chờ tuần sau ra từ mới, xem là con gì, con hơn thì mình thay sau. Anh PK với em đi mà, tên là Nguyễn Văn Đạt. Được, anh đang làm một cái series đó chính là PK với tất cả danh sách bạn bè luôn em nhá. Ác anh nên tích nước mắt đi, sau này nâng cơ mà. Ui, đúng, hợp lý em ơi. Em nói chuẩn vách trưởng luôn này. Nick anh đang tích nước mắt rồi. Đây là cái hôm qua anh cũng gọi là đi oánh bot các kiểu luôn, nó phải gọi là ôi dồi luôn. Đấy, tích được 360k nước mắt một ngày. xem ở trong này có bao nhiêu, 12 triệu nước mắt. Chưa đủ, thiếu nhỏ lắm. Sau này nâng gương mà thốn lắm. Ok thôi, cứ tích dần á, sau này cần dùng đến thì lại chia sẻ cho các bạn nào mới chơi chưa biết luôn. Chó đỏ E3 100. Uầy, quán boom được này. E3 110 củ máu là xịn đấy em ơi. Em đố anh kiếm được các tướng trong huyền thoại hải tặc. Không được nạp, em cho anh Kaido, Hybrid, Big Mom, Akabji, Kuzan, Vivi, Shira, Jinbe, tất cả đều E4. Thôi, ông đừng có bốc phét. Tôi có kiếm được đi chăng nữa thì làm gì mà ông cho tôi tướng là ông bốc phét đấy nhở. Em lên Jinbe E5 30 triệu HP. À đủ. E5 mà 30 triệu thôi á. E5 30 triệu là hơi thoát rồi em ơi. Làm lại huyền thoại nhân giả à? À ha, lâu cũng chơi huyền thoại nhân giả nhỉ. Để anh tính. Comment là em chôn thôi. Giờ anh thử PK với em đi. Em tên là King One P. King One P à? Ghê đấy, vua một P một mảnh à. Được, chờ đấy. Để hôm nào anh solo cùng bạn bè anh sẽ múc tất. Tại sao anh không chơi ở một server mà anh cứ đổi vậy? Hồi đấy em chơi server 470, em gặp anh và đội hình của anh và hướng dẫn cái chay. Giờ nhớ hồi xưa quá, anh là người giúp đỡ em quay lại game. Ui, nghe kiểu dỗi thế nhở? Thì hôm nay anh vừa kể đấy. Nói chung là em hỏi vợ anh ấy, đấy nhá, anh không biết. Không chơi Coin Master nữa hả anh? Đã bảo là bị bản quyền, làm sao mà chơi được chứ, mình muốn chơi bổ sư ấy. Anh có thể show con Hiyori không á? Ui, dễ luôn này, nhưng mà con Hiyori của anh có cái gì đâu mà show nhở? Con Hiyori này thì làm ăn được đồ đốt gì đâu. Con Hiyori anh chưa build. Con này mới có 4.7 HP thôi. Con này thì phải build vào tốc máu. Nhưng mà hiện tại là chưa có bảo vật nào tăng tốc cho nó cả. Hiện tại chỉ có mỗi tăng máu thôi. Và con này thì cần tốc. Tốc bây giờ được 1.700 thì ăn thua gì. Đấy, đây là tất cả những gì con Hiyori có. Hiện tại là trang bị của nó cũng là trang bị cùi luôn. Nhưng được cái đá này thì gọi là đá chuẩn đây này. Máu và tốc. Thì con này cần tốc và cần máu. Đấy. Còn thiếu một em nữa thì mình có thể là nâng cấp cho em nó lên E2. Và đây thì cứ ưu tiên vào tốc độ thôi. Với này thì nâng vào máu. Mỗi thế thôi. À đây, còn con tôm này nữa. Tại sao nâng con tôm? Vì con tôm này nó tăng tốc. Đơn giản vậy thôi. Còn đá là Vega này có cái quái ở đâu. Ngọc Vega chưa chia được cái gì cả. Đây,
Có viên nào thì trang bị viên đấy thôi chứ. Có viên nào tăng tốc quái đâu em. Đây này, thủ, ui dồi ôi, thủ ui làm deck gì. Thủ này không có tốc. Chả có tốc. Đây này, 7 tốc độ này. Để xem thay viên nào hợp lý này. Ô lại 7 tốc độ nữa này. Cộng lại là 14 tốc độ. Đây, sát thương chuẩn, sát thương chí mạng này. Không cần. Cứ tốc độ mà va. Khả năng hồi máu độc lại tăng hồi máu. Viên này sao nào? Chính xác. Thủ. Thay cái này. Chết nhầm. Đây. Có thêm 7 tốc độ nữa. Thay vào. Thế lên là bao nhiêu tốc độ rồi? 1729. Chậm lắm. Phụ bản. Hạm đội. Điểm danh phát đã. Đây thì kỹ năng này. Hỗ trợ đang nâng rồi. Nhưng mà mới nâng được vào máu thôi. Đấy. Nói chung là em này mình chưa build được nhiều nha. Khi nào mà build mạnh hơn thì lại show cho các bạn xem. Xem lại. Ok nha. Tiếp tục xem nào. Giờ nên nâng Yamato với Kuzan không anh á? Nói sao nhở? Nếu như mà để nâng Yamato với Kuzan thì nó không còn là Kuzan thì vẫn được. Nhưng mà Yamato thì tùy. Nếu như mà em thực sự đam mê thì em nâng. Bởi vì là em nó vẫn có khả năng gọi là chống chịu sát thương khá ổn. Thì vẫn được. Nhưng mà nên ưu tiên nâng một con khác hợp lý hơn. Nếu như có Kuzan rồi thì thôi, bỏ Yamato đi, chơi một con từng mới. Ví dụ như Akainu phản đạm khá gắt. Hoặc là không, bây giờ mà em chơi Kaido ấy, em chơi nâng mắc được Kaido thì em cứ nâng mắc một Kaido. Vì bây giờ Kaido vẫn đang khỏe. Anh ơi, chơi thử game chiến binh Idole, chủ đề Dragon Ball đi anh á. Game này anh chơi rồi. Anh chậm vậy, em level 70 mình chơi full sự kiện nữa. Comment quen đấy nhở. Anh có biết mấy tuần ra tướng mới ạ? 3 tuần thì phải. Cứ 3 tuần ra tướng mới một lần. Em cứ để ý là ví dụ như con Akainu này. Akainu này là 2 tuần đúng không? Thì cứ 2 tuần là cái con này nó sẽ vào cuốn trục L1. À vào cuốn trục. Đầu tiên là tướng mới nó ra thì tuần sau nó sẽ không vào cuốn trục luôn. Mà phải mất thêm 1 tuần nữa, tức là 2 tuần. Thì cách thêm 1 tuần nữa thì sẽ ra tướng mới. Thì khoảng 3 tuần thì đấy là nó ra tướng mới đấy. Nếu như anh nhớ không nhầm như thế. Rồi luôn, 140 thùng được Akainu với 2 Kaido Hybrid anh ơi. Không biết bỏ con nào ra để cho Akainu vào á. Akainu nếu như một đội hình mà đang gọi là toàn E3, E5 rồi thì thôi tạm thời cứ nâng như đó. Anh, đội hình em Hiyori E5 này, Jinbei E5, Brook E5, Nika E5, Kaido E4, Usopp E5. Và Usopp bắn thốn lắm à? Usopp à? Nói chung là Usopp thì mình lại cũng không khoái lắm. Mà bây giờ mình lại thấy là Usopp thì cũng chỉ một chùy Kaido thôi. Anh làm clip đi leo đậu đôi ấy. Ủa? Leo đậu đôi có cái gì mà phải làm clip nhỉ em nhỉ? Anh thấy hơi bâng khuâng nha. Leo đậu đôi á. Leo đậu thần. Đậu thần đôi. Ủa có gì đâu. Cứ thế một chiến thôi. Đấy, cứ cho vào như này là oánh phân bổ đội hình ra. Ví dụ như đội hình này có Kaido làm đam chính rồi đúng không? Thì bỏ Big Mom đi. Bởi vì bản chất là hai con này nó cũng đang hơi khác nhau một tí. Đúng không? Kaido khỏe đúng không? Thì mình sẽ cho một em gì khác vào cho nó yếu một tí. Những em nào mà nó... Đây này, ví dụ như mình sẽ cho mấy cái em level 1 này vào cũng được này. Đấy. Cho nó đứng hàng trước thôi. Bởi vì là dù nó level 1 nhưng nó vẫn chống chịu được một lần sát thương. Còn hơn là không bỏ em nào. Kiểu là như vậy đó. Vứt thêm một vài em vào xem nào. Đấy, trên này chưa có Yamato, cho Yamato vào. Brook cho vào. Còn một số em hỗ trợ đâu nhỉ? Đấy. Rồi. Chị Gao Hồng này vào. Đổi xuống đây. Đi tấn công. Đây, thắng. Nếu như mà thua thì lại đổi như thế này. Đổi qua. Thì nó thắng easy mà. Còn nếu như mà đến lúc mà thua rồi mà đổi kiểu gì đổi cũng không được nữa thì là do đội hình của mình là yếu. Thì phải nâng cấp lên thế thôi. Mình chơi toàn vậy. Tiếp tục nha. Nào anh ra. Trời ơi. Chịu. Anh ơi, em thất vọng với anh quá. Em là fan lâu năm của anh. Mà em kết bạn nick huyền thoại hải tặc. Anh không chấp nhận.
What? Dỗi đấy nhở? Ảo thật đấy. Em kết bạn lại đi. À thôi, thay vì bây giờ em kết bạn là em comment ID của em đi để anh kết bạn xem nào. Một là mình chỉ không kết bạn với những cái đứa nào mà nó để những quả tên mà mình không thể chấp nhận được. Cái thứ hai là các bạn đấy kiểu bị đầy bạn bè, mình không kết bạn được. Cái thứ ba nữa là mình bị đầy bạn bè, mình không kết bạn được. Thế thôi. Em chơi server 510 vừa ra cái đồ à? Được đấy. Thế đấy, em chơi 519 cái đồ E4. Jin đợi thì 6 up E5 rồi á. Ui. Ừ, nếu như mà nhá, anh nói thật với em luôn, nếu như mà anh không bị lú anh nâng vào con Big Bang Tân Niên này thì kiểu gì bây giờ cái đồ của anh cũng E4 rồi. À, không đùa luôn, cái đồ của anh bây giờ E4 chắc luôn. Nhưng mà bởi vì đợt đấy là anh thấy con Big Mom này cũng kinh, đạp skill cũng thấy nó khủng khiếp ấy. Vạ ngay vào Big Mom. Sai lầm tuổi trẻ. Bullet ngon mà anh đánh xuyên bất tử. Thôi 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 em ơi, nhưng mà nó tốc độ nó chậm lắm, nó làm bóc cát luôn. Đấm cho, ui trời ơi, con khác nó đánh cho ngõm củ tỏi cho nó vẫn chưa đấm được ấy, em ạ. Anh ơi, bên cạnh trưởng thành của Pet có cái ưu tú với nổi bật. Hai cái đó có ảnh hưởng gì với anh? À, cái này thì nó ảnh hưởng đến cái chỉ số thôi em. Đây. Ô đâu rồi? Đây. Hoạt động thú cưng. Thú cưng đáo hoang. Ví dụ như em vào thú cưng đúng không? Ở bên này nó có cái chắc Việt này. Em nhìn chỉ số của con chắc Việt. Thôi con này nâng rồi. Con này nâng rồi này. Phải so sánh con nào mà chưa nâng ấy. Đấy đấy đấy. Anh so sánh cho em một con ưu tú nhá. Đây, chỉ số tấn công của nó là 963, máu là 7000. Nhưng mà con này chỉ số của nó là 965 nhưng máu của nó chỉ có 6400. Em thấy không? Và tốc độ nó có 3 này. Kiểu là như vậy, nó sẽ khác nhau ở cái phần chỉ số. Với cả khi mà em nâng cấp lên ấy. Đấy, em nhớ cái chỉ số, ví dụ như máu đây là 7000 nhá, 963 nhá, 134 này. Em nâng cấp một phát lên này là công lên được 1059 này, lên 7007 này. Thấy chưa? Là tăng cứ cho là 700 máu đi. Còn con này nó nâng lên này. Thế con này ví dụ như máu nó nâng được phát lên tận 725,4. Nhưng mà con này nó nâng lên chỉ được cộng thêm có 572,6 thôi. Tức là cái chỉ số trưởng thành của nó thấp hơn. Nâng lại phát nữa nhá. Ví dụ như đây là 7142 thì nó phải cộng với cả 572. Nó sẽ phải ra là tầm, cứ cho là 7700 đi em nhá. Đấy, 7700 này em này. Nhưng con ưu tú này em nâng lên này, nó phải ra là 8400, 8500. Đấy, 8400, em thấy không? Thì nó khác biệt ở chỗ đấy. Cái chỉ số trưởng thành của nó mỗi một lần nâng cấp lên thì con nào mà cái phẩm này nó càng cao thì cái chỉ số tăng lên càng nhiều, thế thôi. Comment cuối cùng, hí anh, hóng anh làm huyền thoại ở tầm cái ngày. Ok luôn, anh sẽ cố gắng nha. Ok, thì video ngày hôm nay đến đây thôi nha. Các bạn nếu như thấy video hay thì nhớ ấn đăng ký kênh, cũng như là cho mình xin nút like để làm động lực nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.